thằng mày sát cái đống này đây nè, trời bữa anh Minh Đào đó, bữa anh Tuấn Đào đâu có đống dễ không cần bạc. Bữa sao còn 54 tao 50 phút rồi ta, à, quá dữ rồi. À nãy tưởng cái này nó vòng qua cái núi đó chứ nó không có vòng. Đó đi Vĩnh Hy là đi ngang qua hơn. À, đi để về ngủ đêm ở à, nghĩ là đi để cho biết đó không. À, còn muốn có muốn vậy. Wow, cảnh đẹp quá. Không có cây gì mà gọi là cái cây gỗ gỗ à, tặng cái nhỏ nhỏ thôi. Đá hai chồng rồi. Wow. Chị xin xanh lấy gì ta? Trang trại sao? Hai cây nữa. Đó cái lá gì đó đó. Đó đó. Nãy giờ chắc mấy chục ô lá đó. Đây nè. Lá gì ta? Lá nho. Về cho dê anh. Kiểu như người ta cắt tỉa đồ thì người ta lấy rồi gom về cho dê anh. Lá nho đó.
báo. Okay.